Có hai phương án, một là con sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình, hai là con sẽ có chồng để bớt gánh nặng cho ba với mẹ con. Lúc mà hai chị em bạn dâu ở nhà chung, lúc đó là em cảm giác là bị cô lập, thấy tình cảm của mẹ dành cho em dâu nó nhiều hơn. Em nghĩ chắc mình không có con á, cho nên mẹ không nói chuyện nhiều hơn, rồi tình cảm mẹ chắc thương mình nhiều hơn. Lúc đó là áp lực dữ lắm luôn. Con đi làm về á là chiều con vô phòng con ngủ không à, không có nói chuyện với ai hết trơn. Con đi chợ mà con xách xe con đi nhiều khi mẹ ở nhà mày không có đồ ăn, muốn mặn cô bánh canh hay cô có tiếu gì bưng qua tận vụ có cha mẹ ngồi đó. Mẹ với cha ăn bánh canh là mẹ ăn, nhiều khi kêu cha không kêu, không kêu mẹ. Nó nhiều khi mẹ cũng có tự ái vậy nha con. Tên là Huệ, Ngô Thị Huệ. Ngô Thị Huệ 55 tuổi. Huệ đến từ đâu? Tiền Giang. Huyện nào? Huyện Cái Bè. Cầu Cổ Cò này ha. Cổ Cò. Cầu Mỹ Đức Tây này kia đó ha. Dạ. Xin mời chị ạ. À, xin chào chú Quyền Linh, chào Lê Lập, chào quý vị khán giả. Con tên Trần Thị Ngọc Huỳ, năm nay con 30 tuổi. Con đến từ Tiền Giang. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 12 năm. Có công chúa hay hoàng tử nào chưa? Dạ chưa. Rồi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì có ấn tượng điều gì không? Đó là lần đầu tiên gặp nàng dâu thấy còn nhỏ quá, đang đi học, thấy cũng không biết làm sao duyên nợ của con mình nó đến. Từ lúc mà gặp cho tới ngày cưới là bao lâu? Chắc 2 tháng. Chắc là 2 tháng. Mai. Giống như bạn muốn hẹn hò là mai vậy đó. Mai. Còn chị thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị cảm giác như thế nào? Lúc đó thì được người mai mối, mẹ vô nhà chơi lần đầu tiên thấy mẹ mặt nghiêm lắm, mẹ không có nói chuyện, mẹ cứ nhìn thôi à. Mình cũng sợ, chàng mình nghĩ chắc khó lắm. Cảm giác lúc đó là sợ, không biết sau này làm sao. Nhưng mà lúc đó thì gia đình con cũng có một biến cố, cho nên đó con không có đi học nữa. Con định đi làm để giúp đỡ gia đình. Có hai phương án, một là con sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình, hai là con sẽ có chồng để bớt gánh nặng cho ba với mẹ con. Mà con không có nghĩ là cái tuổi trẻ của mình nó có chồng á, nó sẽ khổ hay là sướng. Sau này về con làm dâu thì con mới biết được là có khổ có sướng như thế nào. Lúc con ta làm mai cũng mới biết chồng con đúng không? Dạ, lúc làm mai tới đám hỏi là khoảng chừng 2 tháng mấy à. Nhưng mà cô có biết hoàn cảnh gia đình chị lúc đó không? Không, bị làm mai mà. Làm mai thì vô lần đầu tiên thì thấy rồi, sau này cái thằng con tới lui vậy đó, người gia đình gả thì mới tới nữa. Nói chung á là con lấy chồng con là con có tình cảm, nhưng mà ông xã của con bây giờ là ông ngoại, bà ngoại ruột của con á, rất là thương xã con. Không biết làm sao mà ảnh vô lần đầu tiên á là ngoại con đó có cái cảm giác mà thích ảnh rồi. Ông ngoại bà ngoại con chịu, ông ngoại bà ngoại con thấy được đó, gả cho nó đi. Con gái á, ở nhà ví dụ như cho đi làm thì tánh của ba con á là không có muốn cho con mình đi làm xa đâu hết trơn á. Dù nghèo khổ hay gì, ở nhà có gì ăn đó, chứ không bao giờ cho con mình đi làm. Nhưng mà sống một thời gian thì con cũng có tình cảm với chồng con. Thấy cũng vì vợ chồng về thấy cũng hạnh phúc lắm, chứ không thấy cái gì mà để hờn giận hết trơn. Sau này thì thấy nó lâu con quá à, không biết sao lâu con. Cái đi thằng con mới đi với dâu này mới lên chợ vũ á, đi khám rồi nó thằng con bị tinh trùng hơi yếu vậy đó. Rồi từ ấy giờ cũng uống thuốc nhiều quá mà chưa có con. Rồi thấy dâu thương ham con quá trời, cũng mong cho được đứa con nữa, cưng tội nghiệp, thấy thương lắm. Giờ làm dâu thì nó có lo phụ mẹ gì, chồng làm này kia có, không? Có, đi làm vườn đó, cũng đi xịt sâu đồ với thằng chồng nó, cũng có đi làm. Nhưng mà... Chúc mày chồng không? Cũng chúc đỉnh vậy thôi. Chúc đỉnh là gì? Cũng như là ví dụ như nấu cơm, nấu nước đồ vậy đó, cũng có vô làm. Rửa chén, rửa bát, quét nhà, quét cửa đồ, cũng làm rồi. Phụ, cũng làm phụ. Mới cưới cũng làm phụ á. Ở dưới quê thì chú Quyền Linh biết ở dưới Tiền Giang Cổ Cò thì đa số là bưởi á. Mới có đám cưới 1-2 ngày cái vườn bưởi nhiều lắm, 7 công bưởi là kêu đi theo 2 bưởi. Mỗi lần hái cái phải đưa cái lòng lên hứng nè, cái nó mỏi tài lắm, quất chơi luôn, chụp như vậy nè, chụp có khi vô bắn mặt luôn. Mà chụp chỉ là quen. Mà hồi xưa ở chung với ba mẹ thì không bao giờ ba mẹ cho con mận gì hết trơn á. Khi mà có chồng á, học hỏi từ từ biết. Sống với ba mẹ con cũng không biết nấu ăn gì hết á, nhưng mà khi có chồng á là về con thấy bà chồng con mới nấu gì con phải học hỏi theo cái đó. Mới đầu thì nó không ngon nhưng mà từ từ nó ngon, nấu riết có khi mẹ ăn khen nấu ngon luôn á. Nhưng mà rồi mình có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Lúc mà hai chị em bạn dâu ở nhà chung, lúc đó là em cảm giác là bị cô lập vậy đó.
có thêm em dâu rồi mà em dâu có con nữa, mà trong khi đó thì mình không có em bé được. Áp lực phải không chị? Cái thấy tình cảm của mẹ dành cho em dâu nó nhiều hơn. Mẹ với em thường trao đổi với nhau lắm, ví dụ nói chuyện nhau nhiều hơn, còn mình thì không có. Tại vì em nghĩ chắc mình không có con á, cho nên mẹ không nói chuyện nhiều hơn, rồi tình cảm mẹ chắc thương mình nhiều hơn. Lúc đó là áp lực dữ lắm luôn. Còn chồng con á, thì anh thương thì thương, nhưng mà anh không có bộc lộ ra bên ngoài. Rồi nhiều khi á, cảm giác á, ở nhà mẹ cũng không thương, mẹ chỉ thương em dâu thôi, rồi thương cháu. Chồng á, thì quan tâm mình á, không có được biểu hiện ra ngoài. Lúc đó tuổi thân dữ lắm. Coi như con thấy lẻ loi một mình nữa hả? Dạ đúng rồi. Con đi làm về á, là chiều con vô phòng ngủ không à, không có nói chuyện với ai hết trơn. Rồi ăn uống thì sao chị? Có khi em đi làm dừa trái cây á, thì ở ngoài chỗ đó có mình ăn luôn. Bữa nào đói á, khi về mẹ nấu cơm á, thì xuống ăn. Mình làm ở đó về khuya quá thì người ta cho mình ăn, rồi mình về chỉ tắm rửa rồi ngủ thôi à. Lúc đó mẹ chồng có biết là nàng dâu thế lẻ loi như thế không? Không, tại nó nghĩ vậy chứ tôi lúc nào cũng thương dâu cho, mà tại vì nó không có con, nhỏ kia có con, nhiều khi nó nghĩ vậy thôi. Nhiều thương trong bụng trong tâm mình đâu có nói ra đâu. Bà gắng với con ơi, gắng cố gắng đi, đặng con đứa con sau này con dưỡng già. Mẹ lúc nào mẹ cũng khuyên vậy thôi. Cũng ráng lắm. Thì cũng ráng lắm. Ông xã là cũng bị yếu. Yếu. Dạ. Đó là cái này không sao, đi học cũng sẽ phát triển, cũng sẽ được thôi con. Dạ, chú Quyền Linh đó... biết người phụ nữ thì người ta thích người đàn ông thương mình, ta biểu hiện ở bên ngoài. Chú Quyền Linh, như em chồng của con á, thương vợ, ví dụ như đi làm thôi, là về mua cho vợ hộp cơm hay gì á, cũng là sự biểu hiện tình cảm thương yêu vợ. Còn chồng con không có, đi làm về hay gì là không bao giờ mà mua cho vợ này kia như vậy. Mình cảm thấy mình cũng tuổi nữa. Con không có tự động gọi là lại làm quen với mẹ, chủ động mình hỏi, mình nói chuyện này kia đi. Lúc đó cảm giác không biết sao, cảm thấy như là con bị lẻ loi vậy đó. Nhiều khi thấy mẹ nói chuyện với em dâu nhiều hơn, mình bị cô lập vậy đó. Rồi con không muốn nói chuyện luôn. Tại vì bây giờ hai con dâu, con của cô là thằng nhỏ nó bị qua đời rồi. Rồi cháu nội với con dâu nó dẫn về bên nó rồi. Giờ chỉ một mình cô nhỏ này con dâu ở gần bên thôi. Lên tới đây cố gắng làm sao để mẹ chồng nàng dâu cố gắng lại kề cận bên một bên, để sau này rằng nhiều khi con dâu chăm sóc cho mẹ. Bây giờ đâu còn hy vọng con dâu kia để mà chăm sóc cho mẹ nữa đâu. Cho nên con dâu này nó nghĩ là mẹ không thương, chứ mẹ thương để tâm để lòng. Thường thường chú Huyền Linh nghĩ người ta nói ngàn đời cái khoảng cách mẹ chồng với nàng dâu nó có một cái khoảng lấp không bao giờ lấp đầy được. Nhưng mà con nghĩ cái khoảng lấp đó nếu mà mẹ và con lấp nó sẽ đầy. Tại vì con với mẹ ở nhà không có nói chuyện với nhau nhiều, rồi không có hiểu nhau. Cho nên con muốn mượn chương trình, tham gia chương trình để hai mẹ con bày tỏ ra những cái nỗi lòng của con. Như hồi mười mấy năm nay con không có nói được, bây giờ con lên con bày tỏ, con nói với mẹ cho mẹ hiểu con. Rồi như những gì mà con làm không đúng thì mẹ nói rằng cho con biết, con sửa. Con thương mẹ thế nào con nói cho mẹ chồng con biết đi. Con thương mẹ nhiều lắm. Nhất là con thương mẹ cái lúc mà em chồng con bị tai nạn mất á. Con đi về từ bệnh viện về, mẹ có ôm con, mẹ nói nè, từ nay á, hai vợ chồng con gán lo cho mẹ nha. Lúc đó cảm giác của con á là con thương mẹ lắm. Thấy mẹ giống như là lạc lõng rồi á, em mất vậy đó. Con nói với lòng con á, nhất định là hai vợ chồng con sẽ lo cho mẹ. Bây giờ mẹ lên đây giữa chương trình đây là mẹ nói với con, từ nay tới đặt ví dụ như mẹ ở gần bên nhà con, con đi chợ, bên đây mẹ đâu biết chạy xe đâu, cha con không chạy xe nữa. Mẹ ơi, con nay con đi chợ nè, mẹ đi chợ không mua đồ ăn, mẹ đi với con không thôi, mẹ gửi con mua gì. Con đi chợ mà con xách xe con đi, nhiều khi mẹ ở nhà mày không có đồ ăn, mẹ cũng lội bộ đi xin đồ ôm, chứ mẹ đâu biết chạy xe đâu. Thứ hai nữa, đặng dụ con muốn mặn tô bánh canh hay cô củ tiếu gì, đừng qua đặng dụ có cha mẹ ngồi đó. Mẹ với cha ăn bánh canh là mẹ ăn, nhiều khi kêu cha không, kêu không kêu mẹ, mẹ đâu có ăn đâu con. Đó, nhiều khi cha ăn không hết, kêu mẹ ăn, mẹ nói mẹ không ăn. Dâu kêu ông không, nó kêu tôi đâu tôi ăn. Nó nhiều khi mẹ cũng có tự ái vậy nha con. Đó, mẹ tự ái đó. Dạ. Trời xuất rồi con. Dạ, cha chồng con từ hồi cưới hôm nay vợ, cha là thương lắm. Tới nỗi mà con kho cái nồi cá, hồi lúc mới về con đâu biết đâu. Con kho cá, con ốp nước mạo nhiều quá, nó đen xì lòm luôn.
Cái đèn thui cái chàng nó không đụng được. Để cha rửa, cha ướp lại để mẹ về la chết. Rồi là cha con tự rửa, cha con ướp lại. Rồi cha con kho cho con luôn vậy đó. Mà miễn con mà cha mà thấy con làm cái gì ha, là cha giúp con chuyện khác. Ví dụ như con nhặt đồ là cha quét nhà, con nấu cơm cái cha làm cái này kia phụ con. Cha thương lắm. Ra mời bánh canh cho cha thôi. Đó là sở thích của con. Sở thích đó. Để con biết sửa lại. Đúng rồi. Hồi đó giờ mẹ con có bao giờ nói chuyện với nhau vậy đâu? Không. Đúng dạ. Không? Thấy thôi chứ không có nói nữa luôn đó. Không có nói. Mình biết sở thích của đối phương là gì. Mẹ con á thì cũng thích làm đẹp, thích mua đồ lắm. Nhưng mà mẹ có tính tiết kiệm lắm. Mà nào giờ có mua gì tặng mẹ chưa? Dạ có, mua đôi dép kẹp mà cao vậy nè. Cái mẹ mang lần mới nói, ồ đào chừng quá, không màng nữa. Cái mẹ khóc vô tủ luôn. Rồi kể từ đó có mua nữa không? Không. Rồi. Hèn chi. Ta phải mua khác đi chứ biết mẹ không thích là đổi cái khác nữa. Cũng mua mà mẹ cứ chê hoài, thôi không mua luôn. Chê nó còn dép rồi. Mang vô, mang nó hai kẹp nữa, mang đi phòng vỏ cho. Mẹ chê mang dép kẹp cao á, bị đau chân ấy. Con mua dép tổ ong cho mẹ giống như cái mang thoải mái. Thì không biết là mẹ có mua gì tặng lại cho con dâu chưa? Chưa luôn. Vậy nó bởi vậy kêu khỏi kêu người ta cũng đi chợ, sao người ta ngủ đi. Không có biết gì đâu, con dâu thích rồi mua. Cô Dụng không biết thì mua. Không thích cái này là chắc chắn là mua khác nó thích. Giờ mẹ cho vài cây vàng hay miếng đất cũng được, khỏi mua quà. Giờ đã vô mấy gì cái tiền sẽ để mua mua chứ giờ mẹ nó chồng có cho giờ cũng... không có cho chưa? Chưa. Cho luôn. Mà chắc hết chưa, qua chương trình này chắc mẹ sẽ cho quá. Dạ, mẹ cho rồi mẹ cho hết. Nhưng mà muốn mẹ cho là phải chăm sóc mẹ, quan tâm, nâng niu dạ. Mẹ. Sau chương trình này con sẽ sáng ngày hôm qua con hỏi mẹ đi chợ không. Cái vài bữa cái khoảng tuần lễ con nói mẹ vàng mẹ giấu đâu. Mẹ cho con hết là mẹ cho con. Chú nói nghe giờ mẹ cũng biết cho ai đâu. Dạ. Chỉ còn con thôi. Đúng rồi ạ. Con dâu cũng là con dâu một, cũng là con ruột ở nhà luôn. Cứ qua lại sáng trưa chiều tối, cứ rảnh qua mẹ nay ăn chè ăn gì không mẹ, ăn đi chợ mua. Cái mẹ nó đi mua đi nó mẹ, nhưng mà hôm nay con cũng kẹt chứ đâu. Cứ tới tuần với mẹ con chở nhau đi vòng chợ một bữa đi. Dạ. Rồi cái mẹ mua cho con mua cho mẹ. Dạ. Vậy đi. Rồi vậy được rồi. Về chắc tuần đầu sẽ chở mẹ đi, mẹ dẫn vô tiệm vàng mua cho con cây vàng đi. Rồi tuần sau cái con dẫn con chở mẹ đi, cái mẹ thích đồ quần áo gì mua lại cho mẹ. Giàu khôn quá. Thì giữa cô với là con dâu còn có sự mâu thuẫn gì nữa không? Không. Hai vợ chồng chị với mẹ thì sao? Ông nhậu về ông hay lớn tiếng rồi nói này nói kia rồi cái mẹ la ổng. Có vụ nào cự la dữ dội không? Có nhiều khi nhậu về hai chồng cự cãi, đi qua tôi gầy la cái nhỏ này. Thấy nghe lại gầy la thằng con thôi, dù mình cũng nghĩ sơ sơ thì thôi, nhiều khi nó không biết nó mẹ binh tính thôi. Ông vậy vậy cái ăn nói qua mấy mẹ, tại vì nhà hai sáng dách nhau vậy nè, hai nhà sáng dách luôn. Nói mẹ ơi bữa nay ông nhậu về ông quậy nữa, mẹ qua mẹ xử ông. Cái mẹ qua cái mẹ không lai chân á, trời ơi thấy hơi bực. Có khi nào hai chồng đánh nhau trước mặt mẹ không? Có đánh lộn lần. Có đánh lộn mẹ khen. Đi nhậu về cái em nói nhậu hoài. Cái đang có rượu á nóng, mà tánh em thì cũng nóng nữa. Cái hai đứa không kìm được, cái ổng quất em cái em quất lên chết. Trời ơi sao cô? Vô can không? Mẹ nhảy vô can. Dâu hùng lắm mà nha. Đánh cô luôn hả? Không hùng. Mẹ vô can mẹ ôm chồng rồi có động nhau vô quất tiếp. Có chú mẹ không? Không chú mẹ. Nhào quất tiếp nữa chứ không thấy ở mẹ ôm chồng rồi thôi đi. Nhào vô quất nữa. Tưởng mà mẹ chồng ôm cho quýnh. À con nghĩ chắc mẹ ôm cho con đánh. Ôm chồng rồi bắt đầu ôm vô. Trời ơi cũng hung lắm. Cũng như thấy nó không có con, nhiều khi nó buồn, nó bực hay gì đó. Rồi nhậu gì cái nhỏ dâu nè, nó dễ nhai nhai, nhiều khi bực gì đó. Tại vì chú Hoàng Linh thấy nếu mà có con, vợ chồng sống tình cảm như bạn bè nhau vậy đó. Thà là có con rồi đi nhậu đâu, đi nhậu con nhà con chơi với con cũng được. Còn đằng này cứ đi nhậu về là con cảm thấy con bực rồi đó, không có con mà cứ đi nhậu hoài. Bỏ mình đồng. Nhà mình đúng rồi đó. Không ai bỏ chơi mình với mình nhà, đúng không? Không ai chơi buồn thiêu. Lúc đó mẹ không có mốt, chuyện nữa. Đó mày mốt bởi vậy qua chơi với má chồng đi. Nhưng mà sao mỗi cái lần đánh lộn đó đó, em thương mỗi mẹ. Con thương mẹ, con nghĩ trời ơi cứ đánh như vậy á làm khổ mẹ. Nói thiệt mà mỗi lần mà mẹ can vậy tối đêm đó không bao giờ ngủ được. Mẹ tánh mẹ là không biết á. Trước khi bạn lên tham gia chương trình này á,
chiều bữa nào hai bà Xu cũng ngồi trước hành lang á, bật lên coi, bật lên nơi coi này coi đặng mai mốt mình học hỏi, đặng học hỏi mình nói gì ta. Đi lên đây cũng hồi hộp lắm á, hết lắm á. Dâu nó mẹ mẹ con đăng ký vợ chồng làm dâu, trời ơi mẹ quê mùa thấy mồ luôn á, mà xấu xí nữa, lên chương trình gì có cái dâu nói mẹ ơi nhiều người xấu hơn mẹ nó, mẹ thật lên chương trình đó mẹ ơi. Con nói với mẹ gì đó, mẹ cứ bình tĩnh thoải mái như chú Linh, thấy nãy mẹ con rung lắm luôn á. Giờ hết rung chưa? Hết rung rồi. Giờ thấy con Linh lập thấy bình thường chưa? Hồi hộp lắm. Dạ. Hôm nay có chồng con gửi lá thư để chú đọc coi sao nha. Dạ. Thông qua chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con mong mẹ sẽ thương vợ con nhiều hơn, quan tâm vợ con nhiều hơn. Vợ con còn trẻ con nên đôi khi làm mẹ buồn, con mong mẹ bỏ qua cho vợ con. Trời, thương vợ quá. Còn riêng vợ nè, anh mong em và mẹ sẽ hòa hợp nhiều hơn, quan tâm mẹ nhiều hơn em nhé. Bạn thân của anh có khi làm vợ buồn và mẹ buồn nữa. Nhân cơ hội này con cũng xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì đã nhiều lần con làm mẹ buồn. Xin lỗi vợ vì ít quan tâm đến vợ. Anh hứa anh sẽ không để mẹ buồn và em buồn nữa đâu nha. Con cũng mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con. Còn một chuyện nữa nè, anh biết em buồn vì chuyện con cái lắm, nhưng anh nghĩ con cái á là cái duyên. Em đừng suy nghĩ nhiều và áp lực chuyện con cái quá em nhé. Yêu mẹ nhiều lắm, yêu vợ nhiều lắm. Con không nghĩ là chồng con sẽ viết một bức thư như vậy. Ta đó giờ tình cảm anh ít nào bộc trực ra ngoài lắm, mà hôm nay mà anh viết bức thư như vậy con cảm động lắm luôn. Và hy vọng rằng á, kỳ này về chồng con cũng sẽ nói những lời yêu thương con thế này. Dạ. Lâu lâu cũng lén lén viết lá thư nhét vô túi con để con đọc cho nó tình cảm ha. Dạ. Rồi hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau cái nào. Về đổi có cầu đổi. Đó, trời, đó, trời ơi, đã chưa? Lâu lâu mới qua hung, ngày nào hung cũng được. Dạ. Hung càng nhiều, mua vàng càng nhiều. Dạ. Và chúc ở nhà vui khỏe, hạnh phúc, lại sớm sớm. Ha. Dạ. Có tiếng em bé trong nhà nhé. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Và còn đây là Alabio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ. Dạ. Nhớ đâu nắm tay mẹ đi nha. Dạ. Nó không nắm thì nói đưa tay đây tôi nắm cho nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Bố mẹ không còn sống nữa thì cái hoa vẫn là con dâu của bố mẹ. Thì chị làm dâu mà chị cũng xa xứ, khi được bố mẹ chồng thương và quan tâm lo thì mình rất là mừng. Chị không sinh ra cháu nhưng mà cũng được dành cái tình thương cho cháu nhiều. Xin mời. À, chào cô. Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Xin chào Linh. Dạ, chào chị ạ. Dạ, xin mời. Dạ. À, mà cô giới thiệu về mình ạ. À, xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc. Dạ. Tôi là Đỗ Thị Khang, năm nay 63 tuổi. Em xin chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ, dạ. Dạ, em tên là Lê Thị Hoa, năm nay 40 tuổi. Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ, em làm dâu mẹ được năm nay là sang năm thứ 14 rồi. Không biết là mình có mấy cháu rồi chị hả? Dạ, em được 2 cháu. À, chắc một trai một gái hả chị? Dạ. Vâng ạ. Rồi, vậy là khỏe rồi. Dạ. À, một cháu gái là coi như 10 điểm rồi đó. Dạ. À, chúc mừng luôn. Cái ngày đầu mà cô gặp cô con dâu này, cô có ấn tượng gì về cô gái? Con trai cô đi làm công trình. Thế lên cái vùng đó thì con nơi con dâu cô ở. Thế sau đó thì chúng làm quen với nhau thì cứ điện thoại cho nhau. Thế có lần thì gọi về thì cô nghe máy. Thì lại gọi là chị ơi chị. Cô mới gọi là Hiệp ơi ra nghe máy con. Thì bây giờ mới hiểu ra là hóa là mẹ. Thì cũng thấy ngại. Thế thì cũng có một lần thì cũng nói là sẽ về gia đình thăm. Thì hôm ấy thì con dâu cô là về cùng với một chị bạn. Thì cô cũng thấy là rất là giản dị. Cô cũng đi chợ rồi là làm cơm. Con dâu cô thì hăng hái lắm, vào bếp là làm tươm tất đâu đấy rồi.
Thế luộc gà lên xong rồi thì cứ thẹn thùng bảo là thôi con không biết chặt thịt gà. Yeah. Chắc là cũng biết thôi, nhưng mà vấn đề là bày đĩa cỗ như thế nào thì nó không đẹp. Thì lần đầu tiên ra mắt, thực ra trong gia đình nhà cô thì lúc đó cũng có rất chuyện rất là buồn. Bởi vì cái sự đổ vỡ của con trai cô là mới ly dị, thì cháu bé là nó còn nhỏ, cô rất áp lực. Bởi vì vừa phải công tác mà cháu thì còn nhỏ, mẹ già cũng không có ai đỡ đần mình được. Thế còn bố nó vì ông thì hai bố con thì phải làm nghề. Sau đấy thì cũng dần dần thì là con dâu cô là cũng về nhà thăm, thế rồi là chăm sóc bé. Gia đình mình đang như thế này mà tự nhiên có một người con gái mà lại đến thương con mình, mà lại thương cả cháu mình nữa, thì cô thấy rất là xúc động. Em ấn tượng gì với mẹ chồng lần đầu tiên gặp gỡ? Dạ, em thấy bố mẹ thì bố thì thân thiện, nhưng mà mẹ thì hơi nghiêm, bởi vì mẹ làm cô giáo nghề nghiệp. Dạ. Nhưng mà tiếp xúc thì em thấy mẹ cũng thân thiện, vui vẻ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Cái ngày đầu về làm dâu đó, thì chặt con gà được không? Dạ không. Giống như cái tâm lý mà lại lần đầu không? Dạ không. À, về sau thì toàn nhờ bố chồng thôi ạ. Bố chồng là cánh tay hai bố con là hợp. Dạ. Không, thật ra mà nói thì chính bản thân cô bây giờ cô cũng còn không chặt được con gà đẹp rồi. Bởi vì cô đã chọn từ trước rồi. Yeah. Cô thấy chú là người rất là giỏi giang về cái việc nấu nướng, rất khéo tay, về mọi lĩnh vực là chú làm được hết. Nhưng mà cô dâu á với mẹ chồng á là có hợp nhau không? Dạ có ạ. Hợp nhau vấn đề gì? Dạ hợp về cách ăn uống hay là mua sắm hay là chặt gà thì không. Dạ. Còn cô thì cô thấy như nào, cô mình còn hợp với con dâu mình ở điểm nào nữa cô? Sau một thời gian thì mẹ con sống chung thì thấy rất quý cái tính giản dị, và đặc biệt là cái tính nhường nhịn trong gia đình. Mà cứ ngày lễ ngày Tết thì rất chu đáo. Mẹ thì làm giáo viên thì cứ ngày 20 tháng 1, mùng 8 tháng 3 là lúc nào cũng có quà cho mẹ. Thế rồi là ngày sinh nhật cũng tổ chức cho bố mẹ là chu đáo đâu đấy. Thế nhưng có cái hồi đầu thì đối với bé là cái con nhỏ là của mẹ trước đó ấy, yeah. Thì cũng có mẹ con thì cũng chưa hòa hợp ngay đâu. Mà đặc biệt là mình lại rất bênh con dâu. Thế cũng có đôi lần là vợ chồng giận nhau. Thế rồi là anh ta ra đường thì cũng đào hoa. Thế thì cô cũng chặn ngay. Cô bảo dù thế nào chăng nữa phải nghĩ vợ con. Và cho đến hết này, đời này thì bố mẹ không còn sống nữa thì cái hoa vẫn là con dâu của bố mẹ. Có hay tầm tâm sự với mẹ chồng không? Dạ, thỉnh thoảng có chuyện gì thì lâu lâu thì mẹ con kiểu cũng ở cách nhau một cây á, thì có gì thì lại nói chuyện qua điện thoại. Cuối tuần họp gia đình thì lại ăn uống, không có chuyện gì vui thì lại kể nói chuyện. Chồng mà hư thì mách mẹ. Em không biết là cái thời điểm mà chị sanh em bé đó thì cái tình cảm giữa chị với mẹ nó như thế nào ạ? À, lúc chị sinh em bé thì là hồi đấy bố mẹ chị vẫn chưa chuyển vào đây đâu, bố mẹ vẫn ở Bắc. Dạ. Thế lúc chị sinh cháu thì bà vào đây ở đây chăm chị được một tháng. Dạ. Chăm hai mẹ con và nội vào. Thì cái đó là cái điều mà chị ấn tượng và kiểu chị ghi nhớ nhất trong lòng. Thì chị làm dâu mà chị cũng xa xứ, khi được bố mẹ chồng thương và quan tâm lo thì mình rất là mừng trong lòng và cảm ơn bố mẹ. Có nhớ cái hình ảnh mà mẹ chăm sóc mình như thế nào không? Dạ em có chứ ạ. Mẹ chồng em vào đi mua thuốc rồi các thứ cho em để chăm em sinh á. Xong rồi đi chợ mua nồi về để đun nước xong cho con, cho cháu. Mua đồ ăn, đồ uống các thứ về bà nấu và chăm cho ăn. Ăn dữ lắm mà em còn sợ luôn. Mỗi lúc mà mẹ đi ra ngoài lèn lèn là nhờ chồng ăn hộ. Ăn nhiều đồ ăn quá sợ ăn không nổi luôn ấy. Lúc mà cô chăm sóc con dâu, cô có nghĩ điều gì không? Mẹ chồng chăm nàng dâu, nhưng mà hóa ra lại là con dâu chăm mẹ chồng. Bởi vì khi mà cô cũng nhớ là khi mua cái nồi nưa to đó để đun sông để tắm cho cháu rồi cho con, ngược lại là cứ chiều nào cũng đun cho mẹ nồi nước tắm quần áo thì lẽ ra thì mẹ giặt cho con với cháu, nhưng mà con dâu là ôm giặt tất. Thế thì cô cũng nhắc nhở con dâu nhưng mà nó cứ ào ào, thôi mẹ cứ để con làm, thế là toàn là tranh phần làm hết thôi. Thế cũng như ý chị vừa nói, lo cho con thì vì xa xôi thì mình cũng chẳng mấy nào mình ở lâu được,
thì thôi cũng cố chăm cho con để làm sao vực cho con có cái sức khỏe, để nó không ốm đau, rồi mẹ khỏe con khỏe là mình ở ngoài đấy là mình yên tâm công tác. Cô có hài lòng với những cái gì con dâu cô đã làm trong mười mấy năm qua chưa? Cô rất hài lòng. Con dâu cô là cứ mãi mãi là con dâu của bố mẹ, yeah. Và cứ sống hiếu thảo và thương chồng thương con như thế, là cô không có một cái gì điều cô gì có đấy. Mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thực ra thì nói bây giờ thì nó đã qua mất rồi, nhưng mà cô cũng muốn nói để cho con dâu cô hiểu, tức là về cái hạnh phúc gia đình ý, thì mình đã từng trải qua rồi, tức là người phụ nữ mà khi chồng mình sai ấy, thì mình cũng nói, nhưng mình phải nói lúc nào và mình góp ý ở một cái mức độ nào thôi. Nói chung cũng ghen, nhưng mà ghen phải có cách của nó, yeah. Chứ đừng có tôi gọi là ghen sóng ghen gió hay là ghen ồn ào đó, đúng rồi. Thì cái đó nó cũng dễ mất hạnh phúc gia đình lắm. Kiểu không bằng lòng thì đừng có nặng mặt. Mình đây thì mình cũng nặng mặt, thế nhưng mà nặng mặt như thế nào để cho chồng đi làm về là phải biết chia sẻ. Cô nói rút kinh nghiệm nha, phụ nữ đừng nên nặng mặt, tức là nên hay gọi dân gian là mặt một đống. Mặt chồng về hay là ai về giận cái gì không nói gì, nó khó chịu vô cùng tận luôn vậy đó. Dạ. Hôm nay thì không biết là chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì không? Em thì không có gì để mong mẹ chồng thay đổi, mẹ chồng cứ mãi như thế này đó. Dạ. Bây giờ thì chúng ta xem một cái món quà từ con gái gửi cho mẹ với lại cho bà. Dạ. Hôm nay con biết là bà và mẹ có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, cho nên là con nhân cơ hội này để gửi đến bà và mẹ những cái lời mà con suy nghĩ trong đầu bao lâu nay để cho bà với mẹ, nhưng mà vẫn chưa có được có dịp để nói ra. Con đã đến với bà với mẹ từ khi mà còn nhỏ xíu luôn, cho nên là con có nhiều cái tình cảm mà dành cho bà và mẹ nhiều lắm, tại vì bà và mẹ đã nuôi dưỡng con đến tận bây giờ, và tình cảm của con dành cho bà với mẹ cũng rất là nhiều, bởi vì là bà với mẹ rất là chiều con, như kiểu bà thì chiều con đến mức con thích cái gì bà cũng chiều hết, thích ăn gì bà cũng chiều hết. Còn mẹ thì tuy mẹ là một người khá là giản dị và đơn giản như trang phục, nhưng mà mẹ lại biết được sở thích ăn mặc của con như thế nào, nên là mẹ thường hay mua quần áo cho con lắm. Nhưng mà không phải là con là một người thực dụng đâu nha, mà thật sự là con cảm động vì cái là bà và mẹ hay quan tâm đến con á. Cho nên là con lớn được như bây giờ là đều nhờ công dưỡng dục của bà và mẹ hết trơn á. Mong bà và mẹ hãy luôn tin tưởng con giống như là từ trước đến giờ đã dành cho con vậy. Bởi vì hai người luôn ủng hộ con trong mọi thứ, về công việc, về học tập, về và chung đam mê của con nữa. Thì con lớn như thế này rồi, con chỉ muốn nói là bà mẹ hãy yên tâm về con này, và hãy cố gắng đồng hành cùng với con trong suốt quãng đường còn lại nha. Yêu bà mẹ rất là nhiều. Gần như con ngại á, con không biết nói gì nhiều á, cho nên con nghĩ là con sẽ hát tặng bà và mẹ một bài tăng thêm tình cảm cho bà và mẹ. Tức là con sẽ hát bài Mẹ Yêu á. Bài này thì cũng lâu rồi con không hát cho bà và mẹ nghe. Thì đối với con thì bà cũng vừa là một người bà, cũng như là người mẹ của con vậy. Cho nên con sẽ hát tặng bà mẹ bài này nha. Ánh sao đêm chúng con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi từ suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, mẹ đừng mãi ra đi, ôi mẹ yêu. Kinh quá. Thế này mà không thương sao được. Dạ. Một cô bé rất là kháu khỉnh, cô bé quá là dễ thương và cực kỳ ấn tượng luôn á. Dạ. Sao bà coi cũng khóc luôn bà nhỉ. Thực ra nói với Quyền Linh với Lê Lộc thì giữa bà và cháu có nhiều kỷ niệm lắm, thương lắm. Dạ. Thương cháu lắm. Cô còn nghĩ là đến sau này cháu khi lấy chồng ấy, cô còn muốn nó về nó ở cùng với cô chú. Dạ. Người ta hay có cái câu là công sinh không bằng công dưỡng. Không biết thì tình cảm của chị đối với cháu như thế nào ? Khi mà chị bước chân về nhà ấy, lúc đấy chị gặp cháu, lúc đấy cháu có 17 tháng thôi, là
chị cũng rất là thương, xuất phát tình cảm. Như kiểu là một đứa nhỏ thì nó rất là tội. Chị không sinh cho cháu nhưng mà chị cũng chăm lo cho cháu và cũng dành cái tình thương cho cháu nhiều. À, một câu chuyện rất là dễ thương. Ngày hôm nay cảm ơn cô với lại em gái đến tham gia chương trình. Dạ. Để chúng tôi nghe một câu chuyện mà có thể nói lòng đầy những cảm xúc. Dạ. Những cái giọt nước mắt này Linh nghĩ rằng nó rất là hạnh phúc. Dạ. Ngày hôm nay mẹ con đang hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ. Linh rất thích thấy mẹ chồng nàng dâu ôm chặt nhau nha. Vâng. À, cái tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt luôn. Dạ. Chúc cho mẹ chồng nàng dâu mãi mãi bền vững, giữ dạ. mãi tình cảm thế này. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Vâng ạ. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ có tham gia chương trình. Yeah.